Kính thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng tiến hành cuộc điện đàm cấp cao để cùng trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ chia buồn sâu sắc về việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tin tưởng Đảng nhà nước Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế, đồng thời khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam trong quá trình triển khai các chính sách của Hàn Quốc tại khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc đã gửi điện chia buồn. Thủ tướng Hàn Quốc Han Đức Su đã dự lễ quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Tổng thống Jun Suk-in và lãnh đạo các chính đảng của Hàn Quốc đã chúc mừng được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà đất nước Hàn Quốc đã đạt được, trong đó có việc phục hồi kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, đánh giá cao quan hệ Việt Nam Hàn Quốc trong 32 năm qua phát triển nhanh chóng trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhấn mạnh Đảng nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và sự tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng, bền vững. Hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án đầu tư lớn của Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân, quan tâm hỗ trợ công dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực, quốc tế. Tổng Bí thư chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Tổng thống Hàn Quốc trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sớm sang thăm Hàn Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm trực tuyến cấp cao với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thủ tướng Kishida Fumio một lần nữa chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nhật Bản tin tưởng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam Nhật Bản, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã gửi điện chia buồn và cử đặc phái viên là nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Nhật Bản sang dự lễ quốc tang cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn thủ tướng Nhật Bản đã gửi lời chúc mừng, tái khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai nhà lãnh đạo vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và toàn diện trong quan hệ song phương, nhất là việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình ở châu Á và trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ hai nước, đi sâu kết nối hai nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua viện trợ ODA, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hoàn nghênh các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh theo hướng thực chất, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, làm sâu sắc hơn kết nối nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có điện và thư mừng gửi điện mừng đến tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và thủ tướng phạm minh chính quốc vương brunei darussalam khẳng định luôn trân trọng quan hệ hữu nghị và lâu đời với việt nam mong muốn hai nước tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực thương mại năng lượng giao lưu nhân dân và cùng chung tay thúc đẩy tầm nhìn cộng đồng asean hướng tới các mục tiêu chung về hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực trong thư mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chúc mừng và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Indonesia và Việt Nam sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Trong thư mừng gửi lãnh đạo nước ta, Quốc vương Hoàng hậu và Chủ tịch Hạ viện Malaysia đều bày tỏ vui mừng trước quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Malaysia càng phát triển. Trong thư mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Philippines tin tưởng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực ASEAN. Gửi điện mừng tới lãnh đạo nước ta, nhà vua và quyền thủ tướng Thái Lan đều khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị gắn bó với Việt Nam. Tổng thống Đại Hàn dân quốc đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường, đồng thời mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Cũng trong dịp này, nhà vua Nhật Bản Naruhito, toàn quyền Australia Samantha Mostin đã gửi điện thư mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa các nước với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Hôm nay Bộ Ngoại giao ra thông cáo, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaru Sissoco Mbalo và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về điều hành dự toán ngân sách nhà nước công điện nêu, với quyết tâm phân đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2024 theo kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Để đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách nhà nước các cấp trong mọi tình huống, tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ứng phó biến đổi khí hậu, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước phân đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu chống thất thu bảo đảm thu đúng đủ kịp thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định thuế đối với nhà đất đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý thu nhất là thu các giao dịch thương mại điện tử nhà cung cấp nước ngoài Phân đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 vượt trên 10% dự toán Quốc hội giao, thu ngân sách năm 2025 cao hơn khoảng 5% so với ước thực hiện năm 2024 để đảm bảo nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi, tăng chi, tạo nguồn cải cách tiền lương và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tăng cường phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá, buôn lậu qua biên giới, nhất là kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản trong công điện, Thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán được giao. Đối với năm 2025, ngoài số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, các bộ cơ quan địa phương phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán năm 2025 so với năm 2024. Bộ Tài chính bảo đảm nguồn dự phòng cho chi phòng chống thiên tai dịch bệnh, trả lương, chính sách an sinh xã hội thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động cắt giảm triệt để tiết kiệm chi thường xuyên đặc biệt là các khoản chi hội nghị hội thảo khánh tiết đi công tác trong nước nghiên cứu khảo sát nước ngoài